Đây à, có vẻ là ăn muốn riêu ít mà ăn mì gói nhiều ha. Bên kia bán bán cà phê thì qua đây ăn bún riêu, còn bên đây ăn bún riêu thì qua đó mua nước mua cà phê à, giao lưu trong buôn bán vậy đó. Không ăn ớt đúng không? Có một tô bún kêu 25.000. Mọi người nhìn thấy cái tô thì khủng bố rồi. Cái này ai ăn rau thì xin thêm chi này thì cái rau xanh thì nó đơn giản lắm. Ai thích ăn rau thì cứ ăn thôi. Đó. Đây mọi người tô bún riêu có 25.000 vỉa hè. Chất lượng. Đây cái phần riêu ha, đây phần đậu hũ. Đây cái phần biết rồi chưa, nhìn rất ngon rất hấp dẫn. Rồi mời cả nhà ha, cái nồi bún riêu lúc nào cũng hấp dẫn đó. Hả thì em bảo anh thấy nồi bún riêu em phải khó. Bún riêu thì chị bán vào sáng thứ sáu nhưng mà nó không có cố định, có nghĩa là sáng thứ sáu chị cũng có thể đổi cái món khác chứ không phải là chị bán ra không riêng bún riêu, cho nên là cái phần bún riêu đây thì nó cũng hên xui lắm chứ không phải là bán cố định nha. Còn những cái món khác như là phở bò, bún bò thì trong tuần chị bán cố định hết. Đây nồi bún riêu rất là hấp dẫn nha mọi người, xin giới thiệu mọi người ở đây là cái địa chỉ 27A đường Nguyễn Đình Chiểu của gần nhất nha. Xương hay thịt, xương hay thịt, chưa đâu, xương chả mà. Xương. Ở không? Thấy ăn mì mắm nhiều mặn á. Bởi vì biết sao cái mì là nó mặn rồi. Nó không giống như bún, bún là nó không có muối, mì nó có muối à. Em không bao giờ gặp được như vậy. Ở đó là
không có cái tính nó vậy chứ không. Tính nó vô tư hồn nhiên vậy à. Dễ thương chứ. Cây ai nào cũng yêu của chị là hết sức hấp dẫn rồi đó. Đồ vui buồn cũng không có đồ gì hết. Nó đưa đây à, nó dừng dừng. Nó đưa nó đi mà nhìn về nào. Để gần học, không gần vô học rồi. À, dần nghỉ hè rồi, cái ra đây chơi luôn. Nghỉ hè, mà nghỉ hè có mấy ngày mà đi học thêm rồi, giờ cho nó nghỉ rồi. À. Ra đây chơi với mẹ. Bây giờ bún riêu bán 6 giờ sáng rồi bán tới khoảng 10 giờ 10 rưỡi là nghỉ rồi. Giờ mới đi trời. À, mấy ông khách ô ôi. Bún riêu á. À sáng cũng quê chứ quay đó hả? Sáng cũng quê đi bán một món như vậy. Nay bún riêu lâu lâu nữa bữa cái. À. Anh gì ta? Bình thường bún riêu rồi có mắm tôm muốn ăn là mai có bún bò á. Mai có bún bò cái biết cái gì đấy. Ăn bún riêu đi, ăn bò rồi lâu lâu ta khám phá bữa bún riêu. Bún bò phải bò dạ, chứng tỏ là cái tiếng đồ bún bò nhiều quá. Đúng, ăn đầy đủ không chứng? Đúng, đầy đủ. Không dùng đâu ăn mầm tôm đâu. Bữa nay cái gì đúng ăn. Ăn luôn đúng không? Cái gì cũng ăn nha. Để anh quay xong đi. Ủa tôi bún đây, cho xương nha. Dạ. Chỗ lấy một đâu không?
Ủa, nước nước trùng với nước này là một nước luôn hả? À, dạ. Riêu bỏ vô đó cho nó có sức màu đi. À, vậy là làm cái nước trùng là lấy cái nước của bún riêu cho nó có cái màu, và thấy ra là lạ. À, nhiều người họ thắc mắc tại sao mà chị không trụng mì gói vô cái nước trụng mà chị trụng vô cái nồi nước lèo. Lâu lắm. À, vậy nó lâu hả? À, thế ra là vậy. Hàng gì có chiêu ấy. Bởi vì cái nồi nước trụng thì có vẻ là hình như là buổi sáng thì nó chưa có được nóng lắm, cho nên là thường là trụng luôn vô cái nồi nước lèo để mà cho nó nhanh. Cái hai nữa là cái việc mà mì khô ấy, thì mì gói ấy, thì nó cũng không có cái ái, nhiều người gọi nó trùng mì tư thôi chứ còn. À, dành điện thoại ha. Uống riêu ra thì chị ưng rồi chị bán rồi chứ không có cái lịch cố định vậy cái. Bữa nào hứng hứng là bán thôi. Khách đâu có biết món gì đâu. À, cho nên là tớ đây mới biết là chị bán món gì thôi chứ. Vậy á, hay như vậy thôi. Tối phải hỏi lại nha. Rồi cái trừ thì đó, ngày nào cũng mua 20 cái đó. À, tối lại nghỉ tới sáng ra nấu có món gì cơ nấu thôi dứt ra chứ còn không có cái lịch, không có đại nào ở đây có cái lịch đấy, cố định thứ ba phải bò, còn mấy ngày kia bún bò, còn nữa là ai là ưng nấu gì nấu. Ngày mai là bán món gì chị? Mai hả? Bò. Chưa nghĩ ra nữa ha. Không, bò mà bò chắc. Chị làm giống ở cái quán ở Sông Chiếu á, cứ hỏi ngày mai bán gì là tao già tao còn chưa biết nghĩ ra cái món gì nữa. Khách tôi tới có muốn đúng món. À. Làm miếng huyết à. Chứng tỏ là những cái món ăn tiếng đường muốn bò á, thịt bò nhiều ghê á. Muốn bò cũng là. À, người ta thích muốn bò phải bò ghê á. Hàng gì dầm dầm mấy cái xe bán khu đây á, bán bún bò nhiều lắm. Bởi vì cách người ta muốn ăn bún bò. Anh đang ăn đây đó hả? Chị là chị thứ mấy của chị Thiên nè? Chị em. Em hả? Thôi, đừng quay nữa. Đồ kì rồi, nó bị lỡ. Bà này có bao nhiêu chồng bò chứ còn thêm đâu mà. Ai tu? Giống à. Bụng à?
còn phải quánh thêm nữa không? Ông quay không nét tôi nha, ông không quay có tôi nữa là xong luôn á. Nói vậy biết rồi ha. Nãy giờ đứng chờ mưa lâu quá uống thêm miếng.